Này, bà vô đang làm gì đây? Làm việc. Biết sắp ngày gì không? Mùng 3 tháng 8. Mùng 3 tháng 8 thích ra hoa thăm vườn không? À, thích tặng quà gì? Hoa. Hoa á? Thế thôi á? Đừng bảo là tặng hoa súng nhá. Thay vì các loại thực vật thì sẽ tặng bao nhiêu một thứ này liên quan đến... Thực phẩm. Rồi, đồ biết đây là cái gì? Mở ra. Đấy thì đưa mở. Nào im. Mở ra. Quen thuộc không? Giống cái là chúng ta vẫn cầm không? Đồ không? Đây là cái bánh. Giống cái gì? Bánh mềm mềm. Sướng không? Sao trông nó như là... Quen là đúng. Măng vậy. Búp măng. Rồi, xin chúc mừng Mùng 8 tháng 3 Bà Dô. Chúng ta sẽ cùng nhau ăn thử cái này nhá. Này, họ Bà Dô hôm nọ được tặng xong một con iPhone rất là cute. Bà Dô hạnh phúc không? Các bạn xem video trên Relax. Thế thôi, hôm nay sẽ bù đắp cho Bà Dô vào một cái nó ngon hơn, được không? Con gái thường thích ăn kem đúng không? Đấy, hôm nay sẽ tặng cho Bà Dô một bộ kem. Kem này mang tên là Tuấn Ngọc. Thế chắc nó xấu lắm. Đã bảo rồi, con kiêu có bao giờ đẹp đâu. Nhưng mà... Điên à? Hả? Xấu như thế này. Cái gì mà xấu thế? Cái này không có gì là xấu luôn ấy. Ôi dồi ôi, này, cái này có zoom lại được không? Mọi người nhìn nó thâm này. Xong rồi á, mà hình như buổi sáng nhìn nó còn trông màu nó còn buổi sáng! Xong bây giờ nó còn lòi cái xúc xích ở trong này ra này. Lòi xúc xích này. Đây, cái này không... Trông có kinh không? Lúc đầu mình tưởng đây là kem cơ. Nhưng mà đây là lại bánh à? Ờ, cái này thì mua chỉ có mức giá là 90.000 một hộp thôi. Và một hộp sẽ có bao gồm là 3 cái. Hai cái. Ừ, 2 cái thì nào được. Và này, có 3 loại là loại vani, sô-cô-la và trà xanh. Đây, tôi sẽ đo cho anh em xem. Từ đầu đến cuống là tổng cộng 16cm. Có nghĩa là nếu mà theo như là cái chúng ta đo cơ bản thôi, nó chỉ là 13 thôi. Thì cũng ngang ngang với các kích cỡ cơ bản của người đàn ông Việt Nam. Ai, bây giờ với cương vị là một người phụ nữ thì bao nhiêu? Đường kính bằng cm thì bằng cái củi trỏ. Đây, để xem tay bao nhiêu là bao nhiêu. Tay bao nhiêu còn 5 cm thôi. Phải đo tay em ấy, em bị ngáo à? Nào, tay em đâu? 7. Ừ, còn bằng hơn cái này luôn. Nó nói thật là nếu mà nhìn qua không ấy thì các bạn sẽ thấy rằng nhìn rất giống một cây nấm. Nhưng đến lúc quay ra mặt sau thì anh em nam có thể confirm là giống đến khoảng 80%. Ví dụ, có một người đưa chị cái bánh này. Chị ăn từ phần nào trước? Điên à, ăn phần đầu của tôi. Ăn phần đầu chưa? Thôi, với... nhìn cái này nó kinh. Này, tôi thề với anh em luôn, tôi nói thật. Kiểu lúc sờ đấy, kiểu cảm thấy thốn thốn ấy. Không, đấy. Kiểu cảm thấy kiểu tâm lý mình bị làm sao ấy. Lúc mình sờ đấy kiểu... Ôi giời, không nói nhiều đâu, chúng ta sẽ cùng bóc ra. Mở ra chị xem phân biệt được các này. Nào. Ơ, phân biệt được màu không? Không. Thế này mọi người hơi xấu hay trông như bị bệnh ấy. Không, nói chung là có những cái đẹp, cái xấu, không phải cái nào cũng xấu. Rồi, chúng ta sẽ bóc ra nhá. Thế là mình nghĩ là các bạn không nên mua cái này tặng các chị em phụ nữ đâu. Bà Dô cầm cái này lên. Thơm phết. Kiểu mở ra thì thơm đúng không? Mềm. Mềm phết, thơm. Ngửi giống cái mùi bỏng ngày xưa ấy. Mùi cái mùi bỏng mà bỏng dẹt ấy. Thơm nhỉ? Cái bánh này chất cốt bánh giống cái gì nhá? Giống bánh dorayaki. Bây giờ mình sẽ bẻ ra. Không, không được bẻ. Thử thách bây giờ là bao nhiêu phải ăn. Cắn đi. Mình sẽ ăn không các bạn? Ngon không? Cái này là vani. Vani à? Ừ, vị phô mai. Ôi, nó chỉ có đoạn đầu là có phô mai, mà phô mai này là vị phô mai bọc cười. Cái miếng này đã dính son ở bao nhiêu, tôi bán đấu giá 1 triệu đô. Mà chỉ được một tí đoạn đầu. À, tôi hiểu ý rồi nhá. Đây, công nhận cơ sở kem Tuấn Ngọc này làm chuẩn đấy. Để mô phỏng lại, lên đỉnh của sự thăng hoa thì sẽ có cái gì ở đầu. Trên ảnh ấy thì nói là chúng ta sẽ được một cái xúc xích. Nhưng thực ra đây một cái xúc xích cắt đôi. Xúc xích này là xúc xích đặc biệt, đặc biệt cơ bản thôi. Và đó là những trải nghiệm của chúng ta trong video. Sao tự nhiên lại quay sang nói giọng review điện thoại thế, bị âm à? Nói lại đi. Ok, đó là những cái trải nghiệm của chúng ta với những cái bánh cream ngày hôm nay được sản xuất bởi cơ sở kem Tuấn Ngọc. Nếu bạn nào quan tâm thì có thể search trên mạng rất là nhiều. Nói thật là đây cái sản phẩm đầu tay của mình nên là nó sẽ có những cái chưa được chuẩn. Mong rằng là cái sứ mệnh của mình là đưa kem của Tuấn Ngọc đến tất cả miệng của chị em phụ nữ sẽ thành hiện thực trong thời gian gần. Và mình nếu các bạn thích bọn mình review cái gì có thể comment phía bên dưới để chúng ta có thể gặp nhau ở trong các chuyên mục khác. Biết đâu lại là tuần sau lại có một cái takeaway khác về kiểu kem cam sừng ngay, cái gì mà bướm bướm ấy nhỉ?